Xin chào tất cả các bạn học viên học vẽ AutoCAD. Rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ phân giác của một góc bất kỳ. Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì đây tôi sẽ đưa ra cho các bạn cái tư duy để chúng ta vẽ ra một cái phân giác bất kỳ của một góc. Thì như nào thì các bạn tập trung quan sát màn hình AutoCAD, tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Và chúng ta đi cái phần đầu tiên. Chúng ta sẽ sử dụng hai lệnh, đó là lệnh C và lệnh line để chúng ta vẽ cái phân giác của một góc bất kỳ phía bên này. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn dùng lệnh C, Enter. Chúng ta sẽ chọn điểm gốc này. Chúng ta vẽ được một cái đường tròn như này đúng không? Rồi. Thế làm nào để chúng ta sẽ vẽ được cái phân giác con này? Thì các bạn thứ hai chúng ta dùng lệnh line. Chúng ta gõ L, Enter đúng không? Rồi chúng ta kéo vào đây. Tiếp tục các bạn sử dụng lệnh line vào góc này đúng không ạ? Đây thì chúng ta được cái góc này. Rồi tôi đã xây dựng xong cái góc phân giác thì bây giờ tôi xóa cái này đi. Bây giờ tôi kiểm tra từ lệnh DAN, tôi kiểm tra xem là hai góc này có bằng nhau không. Rồi góc 30 độ đúng không ạ? Tiếp tục các bạn đo đi ạ. Rồi chúng ta có hai góc này 30 độ. Xong khi thực hiện phần phân giác, trường hợp thứ nhất là các bạn dùng lệnh C và lệnh line để thực hiện. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp tục với hai cái đường thẳng, chúng ta xác định đường phân giác của góc thì các bạn sử dụng hai lệnh. Lệnh số 1 là lệnh DAN và lệnh số 2 là lệnh line để thực hiện. Thì các bạn quan sát tôi sẽ thực hiện như sau. DAN, Enter. Các bạn chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh số 2. Chúng ta sẽ được một góc. Góc này là 60 gì? 60 độ. Bây giờ các bạn sang cái lệnh thứ hai là lệnh line. Chúng ta gọi L, Enter. Các bạn xuất phát từ góc này. Rồi, chúng ta đây rồi. Rồi, chúng ta chỉ bắt vào đúng cái điểm này. Chúng ta đã thực hiện hai lệnh DAN và line. Chúng ta xóa này đi. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái lệnh kiểm tra DAN, Enter, chúng ta kiểm tra xem nhá. Rồi chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, một góc 30 độ đúng không ạ? Chọn cạnh thứ hai. Rồi góc còn lại chúng ta cũng đúng 30 độ, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi còn cách nào nữa không ạ? Hai cách rồi đúng không? Còn cách nào để chúng ta thực hiện vẽ phân giác của một góc bất kỳ không ạ? Chúng ta tiếp tục nhá. Rồi cách thứ ba cho các bạn đây. Với cách thứ ba này thì các bạn sử dụng như sau. Chúng ta vẫn sử dụng lệnh C. Một là C, Enter. Chúng ta vẽ một đường tròn đúng không ạ? Và thứ hai chúng ta dùng lệnh chim, Enter, Enter hai lần, chúng ta cắt cái đường tròn này đi, thoát lệnh. Và thứ ba chúng ta dùng lệnh line, Enter. Chúng ta vẽ từ góc đây và đến cái phân giác của cái cung vừa rồi. Bạn xóa cái cung đi. Và chúng ta dùng DAN để đo xem có đúng bằng 30 nhá. Rồi, chính xác 30. Chính xác của chúng ta đúng bằng 30. Đấy là cách số 3 đúng không ạ? Thì theo các bạn còn cách nào nữa không? Rồi, tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái cách thứ tư. Cách này cực kỳ đặc biệt nhá. Bí mật luôn đấy. Rất bí mật cái cách thứ tư này. Các bạn sử dụng một lệnh thôi, chúng ta sẽ vẽ được đường phân giác. Đó là lệnh gì? Các bạn tiếp tục quan sát. Cách thứ tư đây. Rồi chỉ dùng một lệnh thôi, đó là XL, Enter, B, Enter là xong. Các bạn gõ XL, Enter và xuống dòng command này, các bạn gõ chữ B, Enter. Điều gì xảy ra? Thứ nhất chúng ta chọn gốc này. Thứ hai chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, chúng ta ấn ESC thoát lệnh. Rồi chúng ta được cái góc này chia đôi rồi đúng không? Rồi để kiểm tra được cái góc này có đúng 30 độ không thì các bạn vẽ một lệnh line ở đây, xuất phát từ cái góc này này, các bạn kéo trùng đi nhá, trùng đây. Ok, sau đó chúng ta dùng lệnh DAN, Enter. Chúng ta chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, các bạn kéo ra. Tiếp tục chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, các bạn cạnh thứ hai đúng không ạ? Đúng 30 độ ạ.
Chính xác 30 độ. Rồi. Các bạn đã thực hiện xong bốn cách để chúng ta thực hiện vẽ phân giác của một góc bất kỳ. Và chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký và like, subscribe, comment phía dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công.